Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Exagear cho điện thoại Android. Đây là một cái phần mềm khá là nổi tiếng trên Android để chạy game trên PC trên một cái điện thoại Android. Mặc dù bị khai tử cho năm 2019, tuy nhiên vẫn còn một số người phát triển dựa trên cái bản cuối cùng của nó. Mình biết phần mềm Exagear này trước cả WinLater. Tuy nhiên do bị khai tử cho nên tài liệu của nó không còn nhiều và còn rất ít những người hướng dẫn cài cái này. Đến khi mà tôi ngồi tôi cài tôi mới biết tại sao mà không có ai hướng dẫn nữa, tại vì nó phức tạp và lợi. May mắn thay là tôi đã tìm được một cái bản cài khá là gọn nhẹ. Nó lược bớt đi những cái thành phần mà cài đặt khá là phức tạp. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái bản Exagear để chơi Yugi Power Up Care. Link tải Exagear mình sẽ để trong phần mô tả hoặc là bio của mình. Đó là bản Exagear 3.01. Sau khi tải về thì mình sẽ giải nén nó ra. Thì cụ thể những cái bước giải nén thì mình có hướng dẫn cụ thể trong cái video cài WinLater á. Ở đây mình sẽ lướt qua cái phần này á. Sau khi giải nén xong xuôi thì mình có ba cái file giống như trong hình. Mình sẽ chọn vào dấu 3 chấm ở sau cái file APK, sau đó bấm cài đặt. Sau đó mình sẽ chờ một chút để cho nó cài vào trong máy. Nó sẽ thông báo lỗi hoặc là không có tương thích gì đó thì cứ bấm OK cho nó qua luôn. Tương tự như WinLater thì nó cũng đòi truy cập vào thư mục hình ảnh, video, nhạc, audio và các cái file khác ở trên máy của mình. Cũng giống như khi cài WinLater thì nếu như mà máy của các bạn có những cái dữ liệu quan trọng, những cái hình ảnh quan trọng hoặc là những cái dữ liệu liên quan tới mật khẩu gì đó thì các bạn tốt nhất là nên di chuyển sang nơi khác. Mặc dù tôi dùng thì chưa thấy có cái gì lạ nhưng mà an toàn thì nó vẫn hơn nha. Các bạn chọn Allow để cho phép nó truy cập. Nó sẽ báo lỗi và kêu cài đặt lại thì kệ nó, mình cài vậy là được rồi. Tiếp theo mình sẽ copy hai cái file OBB. Sau đó copy hoặc là di chuyển tới thư mục Android OBB. Tiếp tục vào thư mục là comltest.ed. Cuối cùng chọn Move Here để copy hai cái file đó vào cái vị trí đó. Sau khi copy xong thì bạn ra bên ngoài và mở cái ứng dụng Exagear. Đợi nó chạy một lúc sau đó nó sẽ hiện lên cái màn hình như thế này là chúng ta đã cài thành công rồi. Giống như trên WinLater thì mình sẽ tạo một cái container. Mình sẽ bấm vào cái thanh menu ở phía trên bên trái. Sau đó chọn Manage Container. Mình chọn tiếp vào dấu cộng để tạo một cái container mới. Mình sẽ chọn tiếp dấu 3 chấm của cái container đó, chọn Run Explore. Thật ra trước đó mình có đổi tên cái container nhưng mà đó không quan trọng lắm, cứ chạy luôn cũng được. Nó sẽ đòi quyền hiển thị thông báo thì cứ bấm Allow là được. Sau khi vào thì giao diện của nó tương tự giống như WinLater. Khác một chỗ duy nhất là nó không có con chuột. Cái Exagear này nó ngon một cái là cái thao tác của nó giống y như là mình thao tác ở trên cái điện thoại Android vậy. Giờ thì mình tải game Yu-Gi-Oh! Power Up Chaos về và chiến thôi. Cách làm cụ thể thì các bạn có thể xem lại cái video mình hướng dẫn ở trên WinLater. Các bạn có thể bấm dấu chấm hỏi ở bên trên để nó hiện cái bảng hướng dẫn thao tác ra. Ví dụ là để tắt cái thanh ở bên trên thì mình sẽ chạm 3 ngón tay vào màn hình. Muốn hiển thị bàn phím thì chạm 2 ngón tay vào màn hình thì nó hiện cái bàn phím ra. Nói chung cảm giác thao tác trên Exagear nó rất là mượt so với WinLater. Ban đầu khi chuyển từ WinLater qua thì mình cũng không có quen. Mà ngồi chơi hồi sướng quá không muốn quay về WinLater luôn. Có một lưu ý nhỏ nhỏ là bạn nào đang dùng WinLater mà qua đây sử dụng luôn cái thư mục game ở bên WinLater sử dụng cho Exagear luôn á thì có thể nó sẽ bị lỗi nha. Lý do là khi chạy bên WinLater thì nó đã tạo ra một cái thư mục tên là Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Common. Nếu các bạn muốn sử dụng thử Exagear thì các bạn có thể copy cái thư mục game ra thành một cái thư mục khác. Sau đó xóa cái thư mục là Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Common. Có hai cái thư mục thì chơi ở bên nào thì qua thư mục đó chơi thôi, không có bị đụng qua đụng lại. Lưu ý thứ hai là có một tin vui và một tin buồn.
Tin vui là Speedy Game thì nó vẫn xài được bình thường. Tin buồn là mấy cái tool on card với reset cell đồ á, tôi viết ở bên Willator qua đây nó chạy không có được. Tôi phải ngồi tôi viết lại từ đầu, trời ơi. Chắc khoảng giữa tuần hoặc là cuối tuần sau thì mình sẽ lên một cái video về mấy cái tool Speedy chung với cái đợt trước luôn, mình chưa làm xong nữa. Ok, như vậy là bạn đã có thể chơi được Yu-Gi-Oh! Power Up Card trên Exergear một cách mượt mà giống như chơi trên Android. Nếu bạn muốn làm thêm cái gì nữa thì các bạn có thể comment ở bên dưới thì mình sẽ sắp xếp thời gian, nếu được thì mình làm luôn. Hãy like, share và subscribe cho mình nếu như bạn thấy video của mình hữu ích. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Listen up. A true duelist doesn't back up from nobody, cause only cowards don't stand up to a challenge. You better come strong, cause it's time to duel! I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. I end my turn. Oh yeah! Copycat's effect activated! Now, which monster should I choose? Uh-oh. This looks bad. Ah! Not too shabby. But you ain't gonna beat me with those lame attacks! I end my turn! You're gonna tribute summon? Not too shabby, but you ain't gonna beat me with those lame attacks. I end my turn! Whoa! Man, that was close! Too close! Not too shabby, but you ain't gonna beat me with those lame attacks! Yeah! Man, I got totally whooped. But I'm never gonna quit as long as I got my whole future ahead of me.